Rồi, ok, chào các bạn lại là một phụ kiện đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ review nhanh cho các bạn về ốp UAG gắn trên iPhone 15 ha. Thì như các bạn, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 10. Thì vừa rồi bên Tinh Tế là ngày 29-30 gì đó đã có một cái event cắt sườn iPhone 15 và thử rock test iPhone 15. Thì như các bạn thấy sườn iPhone 15 có mạ Titan nhưng mà rất là yếu ha, rồi lưng cũng yếu, nên là mấy bạn nên trang bị ốp bảo vệ hơn. Thì mình đã mua một em iPhone 15 Pro mới. Đây, máy mới vừa khui siêu ha. Đây ha, còn new. Thì bây giờ mình sẽ gắn thử ốp và rock test cho bạn xem UAG chống sốc như thế nào. Thì như anh bên Cu Hiệp, bên Tinh Tế đã có thử rock test không mấy trần iPhone 15 rồi. Thì bây giờ hiện tại mình sẽ gắn UAG và rock test cho bạn xem như thế nào ha. Rồi, ok. Thì trước khi rock test thì mình có trang bị cho máy của mình một cái kính cường lực mặt trước Anan ha. Và sau đó là một cái bộ lens camera sapphire của Honda. Rồi. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng một cái ốp là Monax. Dòng này là dòng Monax không có mắc xếp ha. Còn ở đây là Monax Pro có mắc xếp ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái con Monax không mắc xếp này drop test cho bạn xem như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái ốp Monax Kevlar màu là Elemental Green ha. Rồi, gắn cho em 15 của mình. Đây, máy mình chưa kích hoạt nữa các bạn, uy tín ha. Kính trước, lens, ốp UAG, full combo bảo vệ. Ok, bây giờ mình sẽ quăng drop test cho bạn xem. Rồi, ok, thì sau khi mình vừa drop test xong, các bạn đã thấy trên video ha, là mình vừa drop test cái em iPhone 15 Pro của mình với ốp UAG Element Green, bộ kính bảo vệ là bộ lens Honda Sapphire và bộ trước là kính của Anat. Thì đây ha, máy mình vẫn đang chạy bình thường ha, đó, rất nhạy. Thì cái mặt trước thì mình thấy là không bị một gì hết ha, không một vết xước, không một cấn, không gì hết, kính vẫn còn y nguyên ha. Nó bằng camera mình thấy không? Rồi, ok. Về mặt kính lens thì cũng không ảnh hưởng luôn, tại vì UAG nó dày hơn qua cái mặt lens ha, thì camera không ảnh hưởng gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra kiểm tra sườn. Thì với như là iPhone 15 á, thì bạn biết cái mặt kính sau này rất là mỏng, rất là dễ bể, chỉ cần dùng hắn tay đẩy về là bể rồi. Bạn thấy không, kính không hề bị gì hết. Sườn không một vết xước, không vết chày nha. Đó, rất là đẹp. Rồi, ok. Thì đối với iPhone 15 thì mình khuyên các bạn nên trang bị đầy đủ ốp kính và ốp bảo vệ camera để bảo vệ cho điện thoại của mình, tránh những cái hư hỏng không đáng có và xước như thế này ha. Nếu như mà bạn không có cái ốp bảo vệ thì khi mình quăng như hồi nãy là chắc chắn sẽ là bị xước rồi đó. Rồi, thì Tinh Tế đã làm một bài drop test với không ốp, thì nay vừa phụ kiện mình làm một bài drop test cùng với ốp UAG ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Vừa Phụ Kiện. Nếu như bạn nào có nhu cầu muốn mua hoặc tìm hiểu về UAG thì có thể ghé Vừa Phụ Kiện hoặc có thể xem cái link website mình để dưới phần description bên dưới ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Vừa Phụ Kiện.